Vâng, xin chào các bạn thân mến Ở video này thì Thảo sẽ hướng dẫn cho các bạn ba bí mật để chúng ta có một cái nền live stream cực chất với Zoom như thế này ha Và chúng ta cùng khám phá thôi Đầu tiên thì các bạn có thể thấy cái trên màn hình của mình đây là Mình dùng hoàn toàn bằng một cái nền ảo Và chúng ta có thể dễ dàng thay đổi nền như thế này các bạn thấy nha Đây mình đã chọn một cái nền như thế này các bạn thấy không? đó nó rất chi là dịu mắt hơn này. rồi mình cũng có thể chọn được cái nền là ví dụ như mình ở cái phòng này này, đó các bạn thấy không? đó rất là đẹp ha. hoặc là dịu hơn một chút màu tím đó, màu tím. rồi tiếp đến nữa mình cũng có thể chọn là cái phong cảnh của mình đang ở trong một cái căn phòng màu vàng, rất là nhiều ha, căn phòng màu vàng và có thể nữa là mình đang ở uh, trên núi chẳng hạn đấy, trên một con suối như thế này, đó. Và tiếp theo mình cũng có thể đang ở một cái bãi biển, đó, các bạn có thể thấy. Và khi đây là cái do cái màn hình của mình nó rộng, nó rộng cho nên mình nhìn thấy được những cái những cái mũi mũi một chút nhưng mà khi mà chúng ta live stream vào thì khán giả nhìn thấy như vậy, đó rất là sắc nét ha và bí quyết để chúng ta có một cái cuộc live stream một cái người hướng dẫn live stream chuyên nghiệp là chúng ta sẽ làm được một cái phông nền rất là đẹp như thế này để cho học viên những người học thì họ sẽ nhìn vào và cảm giác như chúng ta rất là chuyên nghiệp ha và bí quyết đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn là các bạn phải có một cái webcam cực chất và webcam mình đang dùng đây là cái con Logitech C930 ha các bạn có thể vào Google và gõ Logitech C930 đây các bạn có thể vào đây đó 3 triệu 3 3 triệu 3 triệu thì đợt mình mua cái con này đó là à, khoảng 3 triệu 2 các bạn có thể gõ vào đây thì chúng ta thấy ở đây cái con Logitech C930E này thì cái con này nó có một cái đặc điểm là nó tự động bắt nét cho chúng ta được và cái độ phân giải của nó tận là 1080 Full HD này 1080 tức là 1920 nhân với 1080 ví dụ như Cái kênh YouTube của mình đây chúng ta đang xem thì mình làm mình quay có những cái con nó cái video đó, có những video mà độ phân giải lên đến 1080 thì mình sẽ đây các bạn thấy đây đó rất là nét các bạn ạ đó thì độ phân giải của nó lên được là 1080 các bạn ha. Đây, nhưng mà đây là mình xuất ra thì nó chỉ là 720 thôi. Còn có những video lên 1080 thì rất là nét. Rất là nét các bạn ạ. Đây những video nào mà lên được 1080 thì rất là nét các bạn ha. Đó là full HD luôn. Đó là cái bí mật thứ nhất các bạn cần phải có một camera chuẩn và nét. Và mình khuyến nghị các bạn dùng là con Logitech C930. Và cái con này thì kết hợp với ánh sáng phòng của chúng ta như thế này nữa thì nó làm cho chúng ta một cái cảm giác rất là sáng các bạn ha. Rồi. Tiếp theo nữa mà để tách nền sạch ấy thì trong cái chung Cái bí quyết thứ hai nữa trong chung các bạn phải à, chuẩn bị một cái phông xanh Mặc dù zoom nó tách nền thì cũng tương đối sạch rồi. Tuy nhiên, các bạn phải chuẩn bị một cái phông xanh như thế này. Vâng, mình sẽ bóc trần trụi cho các bạn thấy này, ở đây này. Đó. Thực tế mình là dùng một cái phông xanh. Và khi mà các bạn dùng cái phông xanh này á thì nó có một cái đặc điểm là nó phải làm cái phông bằng vải và đủ tốt để nó hấp thụ ánh sáng. Khi ánh sáng đập vào nó thì nó không bị hắt ra. Và kết hợp cái phông xanh của chúng ta với cái Logitech này mà khi mà chúng ta đưa ánh sáng thực ngoài trời vào nữa thì nó rất là tuyệt vời rất là sáng và phải nói là rất là nét luôn các bạn ạ đây là buổi tối các bạn thấy đây là 11 giờ 32 tối rồi và mình chỉ dùng cái bóng sáng thôi cho nên là nó có một chút mũi mũi các bạn có thể thấy không đó ok ha thì đây là sự thật nó trần trụi nó chỉ là một cái phông xanh như thế thôi và mình sẽ quay lại như các bạn thấy này mình có thể chọn một cái ví dụ như đây thì mình đang buổi tối nhưng mà mình có thể giống như đang là buổi ngày và ánh sáng ngoài trời nó đẩy vào chúng ta thấy là nét ha đó là bí mật thứ hai chúng ta sẽ cần phải có một cái một cái khung ghi phong xanh và bí quyết thứ ba nữa là chúng ta sẽ phải tìm những cái à, những cái phông nền rõ như thế này thì bí quyết này nó nằm ở cái phần mềm gọi là canva mình sẽ vào cho các bạn thấy mình sẽ vào canva ha để chúng ta tìm những cái ảnh nền như vậy đó các bạn có thể vào canva này và sau đó chúng ta đi đến cái phần đây là trống ha chúng ta đi đến phần thành phần ở đây chúng ta sẽ tìm là gõ tên những cái gì mình cần muốn ví dụ như là à, phòng họp chẳng hạn đúng không thì nó sẽ sổ ra chúng ta rất là nhiều phòng họp chúng ta đi sang phần ảnh ở đây này đó có rất là nhiều phòng họp này đó phòng họp ví dụ như vậy mình lấy cái này sau đó mình sẽ tải xuống cho các bạn thấy ha đó mình chỉ ấn tải xuống thôi hoặc là chúng ta à, đi tìm những cái ảnh khác không cần phòng họp nữa chúng ta có thể tìm là phong cảnh các bạn có thể tìm là phong cảnh ha phong cảnh đó có rất là nhiều phong cảnh thật cũng có mà ảo cũng có các bạn ha muốn thật thì chúng ta sẽ xem vật ảnh ở đây này đó ví dụ như cái đây cái cảnh cái cảnh này ha đó, mình sẽ lấy xuống cho các bạn thị phạm cho các bạn rất là nhiều ảnh nét nét căng luôn các bạn ạ rồi mình tải xuống và sau đây mình sẽ sang cái phần zoom mình sẽ thay cái ảnh này cho các bạn thấy à đây và cái mới nhất mình tải về ở đây là mình sẽ thêm này ví dụ như đây đúng không đó mình đang ở một cái giống như cái, cái cổng một cái cổng đá phía sau rất là đẹp ha rồi tiếp nữa các bạn thấy này thì mình cũng có thể đưa cái cái ảnh đó lên đó cái ảnh mình đang ở trong một cái phòng họp training đào tạo ha đó các bạn thấy không rất rất là rõ nét ha đó và cái bí quyết nó, nó nằm ở cái việc là chúng ta set up ánh sáng thì mình dùng một cái ánh bóng ánh sáng trắng ở phía trên nó đổ xuống là nó cũng tương đối đẹp rồi và các bạn thể thấy do mình ở đây là mình dùng ánh sáng à, ánh sáng của đèn đấy cho nên nó sẽ có một chút gì đó muội muội nhưng mà khi mà khi các bạn nhòm nhìn ở cái phía của người học thì rất là rõ ha đấy các bạn để ý ha và đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong một cái video này ha đầu tiên các bạn cần ở một cái camera đủ chất đó là Logitech thì rất là tốt rồi và mình khuyến nghị dùng con C930 thứ hai nữa là các bạn cần phải có một bộ kỳ phong xanh như thế này thì nó cũng rẻ thôi ha và thứ ba là bạn cần phải có những cái phông nền thật là nét căng thì mình khuyến nghị cho các bạn hãy vào Canva để tìm mọi thứ trên đó luôn ha và à, xin chúc các bạn thành công với cái video của mình và trong lúc các bạn làm mà à, cảm thấy chưa ok lắm hoặc là chưa biết cách làm thì có thể chia sẻ hoặc là gọi điện cho mình mình đang để ở cái à, video bên dưới ở cái cái phần mô tả bên dưới cái điện thoại của mình nhé hotline đấy các bạn có thể gọi để mình thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là làm thế nào để set up một cái phòng livestream Zoom đẹp như thế này. Và mình cũng hỗ trợ cho các bạn có một cái tài khoản Pro của Canva luôn để giúp cho các bạn có thể tìm được những cái bức ảnh hoặc là những cái thiết kế trong đó và bạn cũng có thể vào kênh của mình để học tự thiết kế ảnh ha. Và ngoài ra thì hãy đừng quên ấn vào follow kênh của mình và chia sẻ những video mình đăng lên để có thể lan tỏa những video hữu ích như thế này cho mọi người được không ạ? Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.